mời các bạn tham quan Bào Cát, Bào Trắng, xã huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đặc điểm của chỗ này là cái đường đi các bạn là nó tràn cát trắng nè. Đầu kia thì chúng ta đi đều đầu cát vàng, bây giờ là cát trắng. Cát trắng nó tràn xuống cái đường. Đấy, rất là đường thì rất là đẹp nhưng mà hai bên vắng vẻ, ở chỗ này người ta cũng chẳng làm gì được, bên canh tác gì không được, nhưng mà nó chỉ du lịch thì thu hút khách du lịch thôi. Đã có những cái xe khách du lịch đấy các bạn, ta tới để người ta tham quan cái bầu trắng, người ta gọi là bầu trắng. Xe này bán hàng rau. Nha, chỗ đó có cái xích đu đẹp kìa. Đường này đường hai chiều, đường một chiều á, đường một chiều là mỗi chiều chạy khác nhau. Ở đây bên kia ở giữa là cát, bên kia cũng có những cái xe du lịch bán hàng rau, không là xe du lịch của khách. Các bạn thấy cái xe kinh doanh đi các bạn, bán dừa nè, nước trái cây, cà phê đấy, cái xe giống như xe máy cày rất là thú vị. Thì xe đẹp quá à. Dưới này là cát các bạn, bên kia là đường một chiều, ở đây cũng được. Bên mình đây cũng có một chiếc xe phía vàng đó. Cái xích đu người ta gọi là bình hao, nhà hồng. Đây là chỗ đây chúng ta thấy cắt vàng không ạ? Các bạn có thể thấy du khách người ta cũng đi tham quan đây rất nhiều. Tên trên đầu đây là cái bầu cát trắng, có những cái hoạt động ngoài trời để giúp hoạt động ngoài trời, các bạn thấy. Phía xa là thấy mấy cái cánh quạt gió của điện gió. Gió điện gió luôn ở đây. Đây là thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng có, các bạn có thể thấy cũng có rất nhiều du khách. Đây là check-in chụp hình ở đây. Ở đây mùa hè thì chúng ta đi chúng ta thấy rất là lý thú, thay đổi không khí. Nhắm bảo là mấy bông cát trắng ở chỗ này không thấy nhà cửa gì hết, thì những cái quán dựng tạm đây bằng lều hoặc là những cái nhà xe cái xe mà xe cái quán bằng xe cơ động mà chạy luôn. Ở đây cũng có một cái quán bằng xe này, đồ cát màu trắng này. Những xe bán hàng cơ động
dựng những cái tấm lều, những cái lều để bán hàng cơ động. Nhìn rất là hoang vắng, nhưng mà các bạn có thể thấy là xe du lịch rất là nhiều, người ta ghé đây để người ta tham quan, check in một cái khung cảnh hoang sơ để cho thấy chúng ta hòa với thiên nhiên. Ở đây mình cảm giác, cảm nhận được cái sự hòa quyện với thiên nhiên rất là lớn. Ở đây là chúng ta cảm thấy không có cái nhà cửa là không có. À, bây giờ mình đi qua bên cái mé bên này thử xem. Mé bên này hai con đường đó các bạn thấy, đường một chiều ở giữa này là đường cát, thấy không, giữa đường cát đấy. Đấy, bên này tiếp tục là cát, cát là cát, xen giữa cát là hai con đường nhựa hai chiều. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một chiếc xe bán hàng cơ động rất là đẹp ha, rất là thú vị. À, dưới là biển à? Bên dưới bên kia biển. Đấy. À, nhìn xa xa dưới kia là biển. À, phía xa xa bên kia là biển, à, bên này là biển. Còn bên kia là cát. À, bên trái là biển, bên phải là cát. Một bên nha, nói chung là bên biển thì cũng có cát, bên cát không thì vẫn là cát. À, khách bạn tới đây, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi đi tham quan thành huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.